bán cho anh Duy ở Bà Rịa Vũng Tàu, anh ấy yêu cầu phải test trước hàng nguyên siêu nhưng mà vẫn phải sắt. Các cái kiểm tra trước cho anh ấy. Siêu trả lời xin vì anh Duy anh ở xa nên là phải khui siêu test cho anh cho chắc. Trước đây bán cho người sưu tầm thì bán siêu bót quen rồi, anh em người ta không mở ra. Giờ khui lên này. Quay sóng Vinaphone đây. Nhìn thấy gì không? Nhìn chữ Vinaphone này. Đúng. Kiểm tra timeline. Mới 100% nhé. Xong Vinaphone gọi 900 thử loa ngoài luôn rồi cho chắc này. Thế thôi, chắc là anh cắm vào là anh dùng thôi. Thế thôi.